Tin mới nhất về cơn bão số 11. Thưa quý vị, hồi 7 giờ ngày 15 tháng 10, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 420 km về phía đông. Và sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão là mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 115 đến 150 km một giờ, giật cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km. Đến 7 giờ ngày 16 tháng 10, vị trí tâm bão nằm trên khu vực giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 11 giật cấp 14 dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão thì từ đêm nay ở phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 cấp 10 giật cấp 13 biển động dữ dội. Từ sáng nay thì vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh. Do ảnh hưởng của rìa phía tây nam Quảng Lưu bão số 11, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông, và trong cơn dông có khả năng sẽ có gió giật từ cấp 7 đến cấp 8.